sáng ngày 27 tháng 9 năm 2019, đoàn đại biểu của Bộ Y tế, Sở Y tế đã có chuyến tham quan và làm việc với ban lãnh đạo của phòng chẩn trị y học cổ truyền thuốc dân tộc. Buổi làm việc có sự tham gia của bác sĩ Đoàn Thị Tuyết Mai, trưởng phòng quản lý y cổ truyền, Cục Quản lý y dược học cổ truyền, Bộ Y tế, trưởng đoàn; bác sĩ Hoàng Lâm Dương, trưởng phòng chất lượng bệnh viện, Bộ Y tế; bà Lưu Thị Hồng, chỉ đạo tuyến bệnh viện y học cổ truyền Hà Nội; bác sĩ Tô Tử Anh, phó phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội và một số cán bộ, nhân viên khác thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội. Về phía thuốc dân tộc, có sự góp mặt của ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Thuốc dân tộc. Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hưng đã có báo cáo chi tiết về tình hình khám chữa bệnh, công tác bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền và chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại trung tâm. Đoàn đại biểu cũng có dịp tham quan mô hình phòng khám, phòng trị liệu, kho thuốc, cơ sở vật chất và dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Thuốc dân tộc, cũng như có cuộc gặp gỡ ngắn với các bệnh nhân đang trực tiếp thăm khám tại Trung tâm Thuốc dân tộc. Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hưng, Tổng Giám đốc Trung tâm Thuốc dân tộc cũng có những chia sẻ. Đơn vị phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền thuốc dân tộc được chọn làm đơn vị điểm trong cái công tác phát triển phòng khám y học cổ truyền ấy, thì tôi thấy thực sự rất là tự hào, vì tôi biết rằng là hàng trăm các cái phòng khám trên địa bàn Hà Nội ấy, chỉ duy nhất được 2 đơn vị lựa chọn, trong đó có đơn vị phòng khám thuốc dân tộc, thì thực sự đấy là một cái điểm tự hào rất là to lớn. Đó là cái quá trình mà gần 10 năm phát triển phòng khám để được ngày hôm nay, đấy là một cái điểm động lực lớn lao cho chúng tôi để tiếp tục vững bước phát triển cái phòng khám y học cổ truyền ra khắp toàn quốc. Ông đánh giá như thế nào về buổi làm việc ngày hôm nay với Bộ Y tế và Sở Y tế và đã thu nhận được những kết quả gì? Về nhìn chung thì cái buổi làm việc ngày hôm nay thì rất là thành công. Đoàn tham quan của Bộ Y tế và Sở Y tế thì cũng có những cái lời khen về cơ sở khám chữa bệnh, các cái phòng châm cứu, bấm huyệt, vật lý trị liệu cho bệnh nhân thì nó rất là sạch và rộng rãi. Cái đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền hàng đầu hiện tại đang phụ trách các cái vấn đề về khám chữa bệnh tại phòng khám thì có chuyên môn rất là tốt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có một số những cái góp ý của đoàn, ví dụ như là về cái công tác lưu trữ hồ sơ của đội ngũ cán bộ nhân viên ở phòng khám thì cần có rõ ràng, cụ thể và ngăn nắp hơn. Cái thứ hai nữa là một số các cái dược liệu mà thu mua của người dân ấy, thì cần ghi rõ là nguồn gốc nhập này, ngày bào chế, hạn sử dụng và có ghi rõ cái điều kiện bảo quản. Cái góp ý thêm của đoàn công tác thì đơn vị cũng tiếp thu và thời gian tới thì sẽ thực hiện cho nó nghiêm chỉnh hơn để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong thời gian tới. Xin ông cho biết là thời gian qua thì Trung tâm Thuốc dân tộc đã thay đổi và cố gắng như thế nào để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân? Các cái công tác khám chữa bệnh thì trước kia thì quy mô nó rất là nhỏ, thì cái việc mà để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thì nó cũng đang rất hạn chế. Thì chúng tôi quyết tâm là tìm một cái cơ sở nó rộng hơn như hiện tại. Chúng tôi đầu tư thêm trang thiết bị, các cái trang thiết bị cho thực hiện phòng vật lý trị liệu, châm cứu bấm huyệt và cũng như là các cái công tác về vệ sinh, rồi các cái công tác về trang trí phòng khám thì để nó khang trang hơn, để phục vụ tốt hơn cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đặc biệt nữa là chúng tôi cũng quy chuẩn lại cái đội ngũ bác sĩ chuyên môn tại phòng khám và nâng cao cái trình độ chuyên môn khám chữa bệnh, và chúng tôi cũng đang tiếp tục mở rộng thêm những cái dự án về trồng dược liệu, thì chúng tôi sẽ quy chuẩn hơn trong cái vấn đề về chọn các cái đối tác, thêm các đối tác để lựa chọn để đảm bảo trong cái công tác về nhập dược liệu. Xin cho biết là những cái định hướng và kế hoạch trong thời gian tới để phát triển trung tâm. Cái ưu tiên số 1 vẫn là công tác về dược liệu, phát triển dược liệu. Cái thứ hai thì tiếp tục là đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị. Chúng tôi vẫn tiếp tục trong công tác về nghiên cứu và sưu tầm thêm một số những bài thuốc hiệu quả ở dân tộc, thì đấy là những cái mục tiêu sắp tới của chúng tôi, và chúng tôi đang tiếp tục triển khai trong thời gian tới.